Ngày 10 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự xử sơ thẩm Nguyễn Văn Dũng 30 tuổi, trú làng Mạc Nghi Phố, thành phố Vinh, Nghệ An, bị truy tố về tội giết người và tội mua bán bất hợp pháp chất ma túy. Tuy nhiên do thiếu một số nhân chứng quan trọng nên hội đồng xét xử đã vào hội ý và đưa ra quyết định hoãn phiên tòa để xét xử sau vì đây là vụ án phức tạp. Trước đó, ngày 12 tháng 4, sau 5 năm lẩn trốn lệnh truy nã về tội mua bán bất hợp pháp chất ma túy, Dũng Thế Hệ đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đầu thú. Dũng được xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy xuyên đất nước bị triệt phá vào năm 2014. Cụ thể, tối 28 tháng 2 năm 2014, công an thành phố Vinh triển khai dây cầm nhóm vận chuyển heroin từ Lào qua Hà Tĩnh về Nghệ An. Tại khu vực cầu Bến Thủy 2, thành phố Vinh, nhóm tội phạm lao thẳng xe ô tô vào lực lượng công an để chạy trốn. Thượng tá Mai Chiến Thắng lúc đó làm phó trưởng công an thành phố Vinh và hai cán bộ công an khác vội né tránh nhưng cũng bị mến nặng, mất nhiều máu. Trong đó, thượng tá Thắng bị gãy hai xương sườn và lật cổ chân. Khi bị rượt đuổi, Dũng và Phạm Mạnh Cường trú phường Hà Huy tập thành phố Vinh để lại xe ô tô rồi ôm ma túy và súng trốn thoát. Đến chiều 3 tháng 3 năm 2014, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh dây cầm được 4 người trong đường dây đang trên đường trốn qua Lào gồm Cường, Hồ Hữu Ái Anh Rể Cường, Phạm Mạnh Cường và Trần Thị Yến. Tang vật thu giữ gồm 6 bánh heroin tại nhà Ái. Riêng Dũng bỏ trốn và bị truy nã.